Dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh 3 tháng cuối theo tuần. Mẹ bầu nên biết các dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh trong giai đoạn này không chỉ giúp mẹ bầu an tâm hơn về sức khỏe của con yêu mà còn giúp đảm bảo sức khỏe và phát triển của thai nhi trong tương lai. Hãy cùng Cẩm Nang mẹ bầu tìm hiểu nhé. Tuần 28 mắt thai nhi mở hé. Khi bước qua giai đoạn tuần thứ 28 của thai kỳ, thai nhi đã có thể mở một phần mí mắt của mình và lông mi của bé cũng đã dần hình thành. Ở giai đoạn này, hệ thần kinh trung ương phát triển mạnh nên có thể điều khiển các cử động, thở cũng như điều hòa được nhiệt độ cơ thể. Cân nặng trung bình của thai nhi trong giai đoạn này là 1kg và dài khoảng 37.6cm. Tuần 29, thai nhi đá và vươn vai trong tuần thứ 29 của thai kỳ. Thai nhi có thể bắt đầu đá và vươn vai nhiều hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy thai nhi đang phát triển cơ bản và thể chất tốt. Mẹ bầu có thể cảm thấy cơn đau nhẹ khi thai nhi đá mạnh hoặc vươn vai, nhưng đây là điều bình thường và không cần lo lắng. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu thấy thai nhi đá hoặc vươn vai quá mức, nên kiểm tra lại với bác sĩ để đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra. Tuần 30, thai nhi mọc tóc bước vào tuần thứ 30 của thai kỳ. Các bộ phận trên cơ thể của thai nhi sẽ tiếp tục phát triển, bao gồm cả tóc. Việc mọc tóc cho thấy sự phát triển thần kinh của thai nhi đang diễn ra tốt và là một dấu hiệu cho thấy thai nhi đang phát triển khỏe mạnh. Ở giai đoạn thai nhi 30 tuần, trong các tủy xương của thai nhi bắt đầu hình thành các tế bào hồng cầu. Khi thai được 30 tuần sẽ nặng khoảng 1,3kg và có kích thước dài 40cm. Tuần 31 thai nhi bắt đầu tăng cân nhanh chóng. Sang tuần thứ 31 của thai kỳ, thai nhi bắt đầu tăng cân nhanh chóng để chuẩn bị cho việc sinh ra. Trọng lượng của thai nhi tăng khoảng 450g trong tuần này và cân nặng trung bình của thai nhi là khoảng 1,5kg. Hệ thống miễn dịch của thai nhi lúc này cũng đang dần phát triển. Mẹ bầu nên tiếp tục uống đủ nước và dinh dưỡng cân đối để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Tuần 32 dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh. 3 tháng cuối là thai nhi tập thở. Tuần thứ 32 của thai kỳ được xem là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển của thai nhi. Trong tuần này thai nhi bắt đầu tập thở bằng cách hít thở và nuốt nước ối. Giai đoạn này có thể nhìn thấy được móng chân của thai nhi. Lớp lông tơ bào phủ trên da thai nhi hình thành trước đó cũng sẽ dần rụng. Kích thước thai nhi ở tuần 32 sẽ khoảng 42,2cm với trọng lượng khoảng 1,75kg. Tuần 33 có sự thay đổi ở đồng tử thai nhi. Ở tuần thứ 33 của thai kỳ, đồng tử của thai nhi sẽ bắt đầu có sự thay đổi. Nó sẽ không còn phẳng mà trở nên cong lên, cho phép nhiều không gian hơn để thai nhi có thể vận động. Đặc biệt trong tuần 33 sẽ là xương dần cứng lại, hộp vẫn sẽ mềm và linh hoạt. Tuần 34 dấu hiệu thai nhi 3 tháng cuối khỏe mạnh là mọc móng tay thai nhi. Giai đoạn này sẽ tiếp tục phát triển với nhiều dấu hiệu khác nhau. Một trong những dấu hiệu đó là thai nhi sẽ bắt đầu mọc móng tay. Điều này thể hiện rằng hệ thống tuyến giáp và máu của thai nhi đang hoạt động tốt, giúp thai nhi có đủ dưỡng chất để phát triển. Kích thước thai nhi lúc này sẽ nặng khoảng 2,1kg và dài 45cm. Tuần 35 làn da mịn màng khi thai nhi đến tuần thứ 35. Da của thai nhi sẽ trở nên mịn màng hơn do sự phát triển của mỡ dưới da. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà thai nhi sẽ bắt đầu trở nên chật trội men trong tử cung của mẹ. Tuần 36 thai nhi chiếm gần hết tủy ối. Ở tuần thứ 36, thai nhi đã phát triển đến kích thước khoảng 47-48cm và nặng khoảng 2,6-2,7kg. Thai nhi sẽ bắt đầu chiếm gần hết không gian. Đây là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho quá trình sinh. Tuần 37 thai nhi có thể quay đầu xuống. Trong tuần thứ 37, thai nhi của bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ. Một trong những dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh trong 3 tháng cuối là khả năng quay đầu xuống của thai nhi. Đầu của bé sẽ hạ xuống vùng khung xương trậu của mẹ. Trong giai đoạn này, thai nhi đã nặng khoảng 2,7-2,9kg và chiều dài khoảng 48cm. Tuần 38, dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh trong 3 tháng cuối là mọc móng chân. Thai nhi sẽ hoàn thiện quá trình phát triển của mình trong 3 tháng cuối thai kỳ. Ở tuần 38, một trong những dấu hiệu thai
hiệu thai nhi khỏe mạnh là mọc móng chân. Thai nhi cũng sẽ ngày càng trở nên đầy đặn hơn và các cử động sẽ ít hơn. Đồng thời lớp lông tơ cũng sẽ rụng hết. Lúc này thai nhi có thể đạt cân nặng khoảng 3,08 kg. Tuần 39 ngực thai nhi đã nổi gió. Thai nhi 39 tuần sẽ trở nên rất nặng và sẽ có sự phát triển đáng kể. Về chiều cao ngực của thai nhi cũng sẽ bắt đầu nổi rõ. Đặc biệt với thai nhi là bé trai, tinh hoàn sẽ xuống biểu. Tuần 40 ngày chào đời của em bé đã đến. Sau 9 tháng mong chờ, cuối cùng đến lúc mẹ bầu sẽ gặp gỡ được với đứa con yêu của mình. Tuần thứ 40 là tuần cuối cùng của thai kỳ. Và đây là thời điểm hoàn hảo để mẹ bầu chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt này. Dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh trong 3 tháng cuối đó. Kích thước thai nhi có thể chiều dài khoảng 50,5 cm và nặng tầm 3,44 kg.